Phát biểu chỉ đạo vào sáng nay tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã nêu một số nhiệm vụ và cũng là giải pháp để tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công mục tiêu đề ra trong giai đoạn sắp tới. Phấn đấu đến năm 2025, đưa Thanh Hóa vào trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố, tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp hạng cao trong cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 1,8 lần so với giai đoạn trước, và Thanh Hóa nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, cảng biển, cảng hàng không đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh đã được phê duyệt. Bên cạnh thành tích đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khắc phục những tồn tại, vướng mắc như quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm, một số dự án công nghiệp hiệu quả chưa cao. Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ để phát triển mạnh mẽ và toàn diện, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước. Để có định hướng phát triển cho giai đoạn tới, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và xây dựng, triển khai quy hoạch tỉnh Thanh Hóa phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, cần chú ý quy hoạch đô thị tỉnh Thanh Hóa phải theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với các đô thị vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Với thời cơ và vận hội mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.